Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin Hoạt Trình Đốn gồm có tin tài liệu với Minh Thúy và bản tin đặc biệt ngày 24 tháng 3, ngày sinh nhật cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Để bắt đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin từ Defense One, thì Ngũ Giác Đài đã nghiên cứu là sẽ đưa vũ khí chống hỏa tiễn laser vào không gian. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố là sẽ nghiên cứu khả năng vũ khí không gian có thể là chùm hạt, ray guns, space lasers hay là quỹ đạo hạt tiễn. Theo một viên chức cao cấp, người đã thông báo với các báo chí về đánh giá hỏa tiễn phòng thủ, đây là một phần của chính quyền Trump với nỗ lực trong việc cải thiện phạm vi về việc phòng thủ và bảo vệ. Nhiều thay đổi của Ngũ Giác Đài nhằm công khai tình trạng phòng thủ hỏa tiễn trong tương lai. Trong tạp chí Ballistic Missile Defense Review năm 2010, thì nước Mỹ sẽ điều chỉnh học thuyết để chống đòn tấn công bằng hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn siêu vượt âm. Chúng tôi sẽ phá hủy mọi hỏa tiễn khai hỏa từ những nước đối địch, thậm chí là cả một vụ phóng nhầm từ một số cường quốc. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Ngũ Giác Đài hôm 17 tháng Giêng, phát hiện và tiêu diệt bất kỳ hỏa tiễn nào được phóng chống lại Mỹ từ bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố đánh giá hỏa tiễn phòng thủ MDR, tài liệu được mong đợi từ lâu về mạng lưới phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ. Những hành động này cho thấy Washington đang muốn xây dựng một lá chắn phòng thủ hỏa tiễn không thể xuyên thủng với nồng cốt là bức tường thép trong không gian, theo The Drive. Đánh giá hỏa tiễn phòng thủ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại trước sự phát triển của hỏa tiễn Nga và Trung Cộng. Thiếu tướng Howard Thompson, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ, từng thừa nhận là mọi lá chắn của Washington không có khả năng đối phó hỏa tiễn siêu vượt âm do hạn chế trong việc hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và sự quan tâm tác chiến hiện nay. Nga và Trung Cộng đã thực hiện hàng chục thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm mà Mỹ chưa từng tiến hành. Kính thưa quý vị, đây là điều đáng lo ngại. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách điều khiển kỹ thuật Michael Giffen khẳng định, nhận xét mới đây cho thấy là chúng ta không chỉ có những mối đe dọa hỏa tiễn đạn đạo, mà còn có cả các mối đe dọa hỏa tiễn hành trình và các loại vũ khí mới hypersonic. Nghiên cứu này có thể kéo dài 6 tháng hoặc là lâu hơn, theo các nguồn tin nói với Defense News. Vũ khí siêu vượt âm thường được phóng lên không gian bằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và lao xuống khí quyển theo quỹ đạo rất khó lường, khác hẳn với hỏa tiễn đạn đạo thông thường. Ngũ Giác Đài cho rằng cảm biến trên không gian là thiết bị duy nhất có thể nhận diện vũ khí siêu vượt âm từ sớm để đánh chặn. Đánh giá hỏa tiễn phòng thủ đề xuất khai triển nhiều vệ tinh cảnh giới để phát hiện sớm mối đe dọa với nước Mỹ, cũng như nghiên cứu vũ khí không gian để hạ hoạt tiễn ngay khi chúng rời bệ phóng. Đây là ý tưởng từng được đề xuất trong sáng kiến Star Wars của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan hồi thập niên năm 1980. Trong đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2019, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu cơ quan phòng thủ hỏa tiễn MDA nghiên cứu các phương thức tăng cường mạng lưới cảm biến không gian để giám sát hỏa tiễn đạn đạo. Nhiều khả năng nó sẽ gồm nhiều thiết bị nhỏ thay vì các hệ thống mạnh và đắt đỏ thường thấy. Các vệ tinh nằm gần lãnh thổ Mỹ cũng đóng một vai trò giám sát, đánh giá thiệt hại của đòn đánh chặn. Vũ khí chống hỏa tiễn trong không gian có thể tiêu diệt mục tiêu bằng động năng hoặc là động lực định hướng như tia laser cực mạnh. Một vệ tinh trang bị 10 đầu đạn khi được phóng ra trong vũ trụ có thể diệt được một hỏa tiễn đối phương. Để làm vững chắc lá chắn phòng thủ, Mỹ sẽ xem xét một loạt giải pháp đầu tiên là biến hỏa tiễn đánh chặn SM-3 và chiến đấu cơ tàng hình F-35 thành sát thủ diệt hỏa tiễn đạn đạo, sẽ làm nổi bật việc sử dụng tiềm năng của vũ khí năng lượng định hướng trên máy bay không người lái cho cùng một mục đích. Biến thể hỏa tiễn SM-3 thuộc loại tàu khu trục lớp EG và máy bay đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICMB chủ yếu được dùng để đối phó với các loại hạt tiễn đạn đạo có tầm bắn là 1.000 đến 5.500 km. Đánh giá hỏa tiễn phòng thủ rất nuôi tham vọng, bổ sung khả năng đánh chặn mục tiêu bay nhanh ở tầm cao hơn trong giai đoạn giữa hành trình, cho phép nó đối phó với hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa.
Chiến đấu cơ F-35 cũng có thể trở thành một phần hệ thống phòng thủ hỏa tiễn nhờ khả năng phát hiện, cung cấp tham số mục tiêu cho các phối hợp đánh chặn. Cho đến nay thì SM-3IIA đã thử nghiệm thành công với các hỏa tiễn tầm trung. Dựa trên thử nghiệm trước đó cho thấy là F-35 Joystick Fighter có thể là một máy bay đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trong giai đoạn tăng cường của hỏa tiễn. Thử nghiệm này sẽ xảy ra vào năm 2020. Trong giai đoạn này, thì hỏa tiễn đối phương chưa đạt được vận tốc cao nhất, di chuyển theo quỹ đạo dễ dự đoán và dễ bị tiêu diệt nhất. Washington muốn tăng cường hệ thống phòng thủ quốc gia bằng việc bổ sung 20 hỏa tiễn đánh chặn, phóng từ mặt đất và radar hỗ trợ, nâng tổng số đạn đánh chặn phóng từ mặt đất lên tới 64 quả. Mỹ cũng lắp đặt thêm các hệ thống radar phân biệt mục tiêu tầm xa và dự định hoạt động vào năm 2021 tại tiểu bang Alaska để hỗ trợ hệ thống phòng thủ mặt đất, đồng thời xây thêm các trận địa đánh chặn mới trên Thái Bình Dương vào năm 2023. Để đối phó hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình, Mỹ dự định sẽ khai triển thêm các hệ thống hỏa tiễn Patriot. Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối của tàu chiến trang bị lá chắn phòng thủ LG và biến thể trên bộ LG Assault trên toàn thế giới. Washington cũng đang tìm cách cải thiện khả năng tương tác giữa những hệ thống này với mạng lưới phòng thủ hỏa tiễn của đồng minh và đối tác. Phòng thủ hỏa tiễn là yếu tố then chốt trong chiến lược của Hoa Kỳ. Khi sự phổ biến của hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm đe dọa cán cân sức mạnh. Đây sẽ là cột trụ trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công phủ đầu của các quốc gia thù địch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định. Michael Griffin, đại diện cho Quốc phòng về nghiên cứu và kỹ thuật, đã thúc đẩy mở rộng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ để đối đầu với khả năng ngày càng gia tăng của Trung Cộng và Nga Xô, và cho rằng Hoa Kỳ nên xem xét năng lượng định hướng bao gồm các laser, vũ khí trong không gian, như một giải pháp tiềm năng để bắn hạ hỏa tiễn trong giai đoạn tăng cường quan trọng khi chúng mới vừa cất cánh. Kính thưa quý vị, những vũ khí mới này sẽ được bảo vệ một phần bởi chòm sao vệ tinh cảm biến theo kế hoạch trên quỹ đạo thấp của trái đất, sẽ theo dõi các hỏa tiễn di động của Nga, Bắc Triều Tiên hoặc là Trung Cộng. Một phần của lớp cảm biến dựa trên không gian xác định có thể được đặt vào năm 2023 theo một chương trình hỗ trợ bởi tướng không quân của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ John Hyten. Các viên chức cho biết là nghiên cứu về vũ khí trên không gian sẽ không điều khiển được việc bảo vệ hoặc là phát triển bất cứ điều gì cụ thể. DoD đã có một năm để nghiên cứu về vấn đề này và không thể đi đến thỏa thuận. Nghiên cứu sâu hơn sẽ dẫn đến một kết luận không thể chối bỏ là các thiết bị đánh chặn dựa trên không gian sẽ không phù hợp, không được thực hiện được và sẽ gây bất ổn cho toàn thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý thân hữu đến với thế giới của Hoàng Dung DC tại Forum Nova Annadale Campus, 8333 Little River Turnpike, Annadale, Virginia, 22003, vào Chủ nhật 7 tháng 4 năm 2019. Tiếp tân 1 giờ 15 chiều, khai mạc đúng 2 giờ chiều để thưởng thức chuyện Dung kể với những hệ lụy tháng tư đen, những kẻ lạc loài bên kia đồi, những mối tơ hồng rối và còn cá và biển nữa. Hoàng Cung Pha và các bạn hát tình ca kỹ vật cho em. Mọi liên lạc xin email hoangdungdc@gmail.com hay gọi Hoàng Dung 571-234-3837. Thông báo, ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới blogger Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại hội trường San John Vianney, 4839 Southside Drive, Louisville, Kentucky 40214. Đây là cơ hội để blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu.
Nhân dịp này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới bloggers Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời. Mọi liên lạc xin gọi hành nhân 281-707-2632, Văn Trần 502-741-8338, Tuyết Đinh 502-419-5122. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội Quán Âm lần thứ 2 và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn. Địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa Hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn, email giacsontemple@gmail.com, điện thoại số 240-360-7454.